Người ta ăn bánh con có thích ăn không? Ăn ông này mua. Thì ăn bánh gì kia kìa, thấy lạ lạ. Người ta cho à? Cho á, có tiền không? Biết đến thử xem, miễn phí đi xem không? Hả? Sao bảo miễn phí, đi ra xem. Đi ra ăn thử đồ chay mà. Đi vào con xin đi. Đi vào con xin, người ta cho á. Đi vào đây xin, người ta cho. Thế đi vào xem, dẫn đi Phương với Yến nhé kia nè. Ai đứa rồi? Yến đâu rồi? Trên kia mây mù này, đi để chơi em. Vâng, con này vào đây ăn rồi. Con đi bé đi cụ. Lọc Phật ăn cho nó đây là người đây cho đấy hả bác? Bánh. Con ăn thử đi, ngon. Bánh đồ chay ở chùa. Ui, mưa rồi. Ăn không vào xin đi. Ăn thử nào. Ăn được cơm kẻ nhà cơm. Đây là chay mà. Ăn được. Cơm mềm mềm mà. Kiểu nhà cơm nắm ấy, mềm ấy. Con ăn thử đi. Ngon. Ăn đồ cháy ở chùa như vậy đấy. Cái cơm mà, kiểu như cơm nắm mà. Không ba cái áo kia, cái áo kia có mưa. Sợ là tí leo nhiều nóng. Đang hỏi là mưa. À, mưa kệ nó. Mưa. Mưa. Để cho cái Yến nó một miếng, nó cắn một miếng thử chứ nào. Ngon lắm. Lắm, cắn đi. Ăn đi. Cắn đi. Ờ, đi ra kia xin cắn đi. Cơm. Đấy. Mít cắn thử không? Cho mít cắn thử miếng. Ôi ôi. Được. Không ngon. Không ăn gì ạ? Mít nó bảo không ngon, mình ăn ngon được. Đi ra đừng ấy nhé, để không là lạc ấy nhé con nhé. Ui ôi. Ơ chụp ảnh chỗ nào? Nơi này đẹp nè. Đâu rồi, đi lên đây rồi à? Đi kéo luôn con, đừng đi một mình đi. Đâu rồi. Ăn đi, cầm tí nó nguội hết ra. Cẩn thận nó rơi nhé. Còn gì cả. Không ăn à? Nó vào đây con. Tí mẹ lạc rồi bây giờ. Đây hội trường không luôn. Ở đây đông rồi, đông nhà. Ừ. Biết là khóa tu rồi nhưng mà không nói ăn pha mở hội trường là nước đấy. Cái này nó là cơm. Đâu rồi? À đây.
một người xem quá. Hết hết hàng không người xem luôn. Chứ lần là đi để xem ai hiện quay nhá. Thế ở đây trần khóa tù ở đây thấy mình ở đâu nhỉ? Ở các nhà nó có cái hội trường của nó đấy. Chắc vậy ở đây hôm qua. Hôm qua ở luôn tại chỗ này này. Đúng. Đấy, ăn mũi tên đấy, ăn mũi tên đấy mới lưu đấy. Chị Ngon không? Đưa đây không ăn, đưa thím ăn. Phí này là cơm mà, ăn cho đỡ đói. Xem cái này chói cả mắt. Cái này là cơm, chị ăn không ăn à? Đó. Xong ăn hết thì đưa đây. Để vào tay đây. Để vào tay đây. Đúng rồi. Tất mẹ mang cả người các xích đẹp. Bốn cái ở nhà ăn hết rồi. Tầm sáu cái gì? Bốn cái ở nhà ăn hết thế. Bốn cái ở nhà mẹ ăn hết đấy. Bốn cái ở nhà Tuấn với anh Dọ ăn. Ui giời, phải cứ. Sảy, cứ gọi con.